Điểm tin Liên minh Huyền thoại ngày 20 tháng 3, SBTC khiến cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam dậy sóng. Faker muốn thi đấu thêm 10 năm. LPL, LCK và VCS đã có thời gian cuối tuần hết sức sôi động. Ở ngày đầu tuần 20 tháng 3, hãy cùng điểm tin xem 3 khu vực trải qua những câu chuyện gì. SBTC khiến cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam dậy sóng. VCS mùa xuân 2023 chính thức khép lại giai đoạn lượt đi. Kami Sport xuất sắc dẫn đầu cuộc đua vô địch với thành tích bất bại. Trong khi đó, Cerberus Esports và Team Wales nối gót ở vị trí thứ 2 và 3. Song, đây không phải tâm điểm với cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam ở chặng cuối lượt đi. Thay vào đó, SBTC Esports một lần nữa khiến giải đấu náo loạn. Cụ thể, ngày thi đấu 19 tháng 3, đội đụng độ Team Secret. Ở đó, màn trình diễn từ gà trống khiến cổ động viên phát hỏa. Họ không có một lối chơi rõ ràng, khâu ban pick cũng rất tệ. Địa 1 và Slater liên tục khiến fan mù mắt với phong độ kém cỏi. Và rồi trên mạng xã hội, SBTC nhận về nhiều lời mắng chửi, miệt thị nặng nề. Đáng nói hơn, đội còn vướng tin đồn lục đục nội bộ. Theo đó, huấn luyện viên Ren không hài lòng và phải nói chuyện riêng với Địa 1. Ngoài ra, người yêu Ren đổ thêm dầu vào lửa khi đăng story ngầm chê trách dàn sao SBTC. Sau tất cả, những kỳ vọng về một SBTC mới mẻ ở VCS mùa xuân 2023 đang dần sụp đổ. Faker muốn thi đấu thêm 10 năm nữa. Chiều 19 tháng 3, T1 kết thúc vòng bảng LCK mùa xuân 2023 bằng trận đấu với NS. Đội dễ dàng giành chiến thắng 2-0 và thống trị tuyệt đối trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, chiều ngày 19 tháng 3, phía ban tổ chức cũng có một nghi thức nho nhỏ để mừng Faker tròn 10 năm ra mắt ở sân chơi Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc. Một chặng đường dài, Quỷ Vương đã cống hiến hết mình cho LCK. Để rồi khi kết thúc ngày thi đấu, Faker có buổi phỏng vấn với truyền thông. Ở đó, anh chia sẻ đôi lời sau chặng đường 10 năm làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau tất cả, Huyền thoại T1 thể hiện tình yêu mãnh liệt với Liên minh Huyền thoại. Khi còn trẻ, chúng tôi nghĩ rằng chặng đường phía trước rất dài. Tôi lại cảm thấy có nhiều mục tiêu chưa hoàn thành. Nếu được thi đấu thêm 10 năm nữa, tôi mong bản thân sẽ phát triển tốt hơn so với 10 năm qua, Faker cho hay. Cục diện LPL hiện tại như thế nào? Cuộc đua ở chặng đường cuối LPL mùa xuân 2023 đang diễn ra vô cùng gay cấn. Sau một tuần thi đấu, WBG cùng BLG bắt tay nhau đi tiếp. Như vậy, hiện tại đã có 5 đại diện là EDG, LNG, JDG, WBG và BLG có mặt tại Playoffs. Bên cạnh đó, TESS, OMG và TT cần thêm một chiến thắng nữa để chắc suất vào vòng trong. Ngoài ra, RNG, WE cùng IG cũng tranh từng điểm cho tấm vé cuối cùng. Xét tình hình lúc này, RNG và WE có nhiều cơ hội đến Playoffs hơn là IG. LCK chốt xong những cặp đấu cho Playoffs mùa xuân 2023. Vòng bảng LCK mùa xuân 2023 kết thúc tốt đẹp. T1, Genji, KT, DK, HLE và LSB bắt tay nhau đến Playoffs. Với vị trí nhất và nhì bảng, T1 cùng Genji sẽ có mặt ở vòng 2, trong khi 4 cái tên còn lại quyết chiến căng thẳng tại vòng 1. Theo như lựa chọn từ KT, đội đối đầu với LSB trên chặng đường tới, còn DK đụng độ HLE, trong khi T1 và Genji sẽ chờ hai cặp đấu kể trên kết thúc để tìm ra đối thủ tại vòng 2. Khi đó, T1 có quyền lựa chọn cái tên mà đội muốn chạm trán và đại diện còn lại sẽ dành cho Genji. Vòng Playoffs LCK mùa xuân 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 22 tháng 3 và KT, LSB được ấn định mở màn cho cuộc chiến khốc liệt này. LPL chính thức công bố địa điểm tổ chức chung kết giải mùa xuân 2023. Sau LCK, LPL cũng chốt xong nơi đăng cai chuỗi trận Playoffs và chung kết giải mùa xuân 2023. Theo đó, thành phố Tô Châu sẽ chứng kiến cuộc chiến cuối cùng để tìm ra tân vương quốc nội. Và địa điểm cụ thể đó là Yangchen International Esports Center. Bên cạnh đó, thời gian các trận đấu Playoffs cùng chung kết diễn ra rơi vào ngày 30 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4.